Vâng, xin chào bạn, xin chào tôi. Tôi xin giới thiệu vùng đất của gia đình nhà anh Trương tại Hải Hậu Nam Định. Thì vùng đất của gia đình nhà anh Trương thì nó khá là rộng các bạn nhé, và cái bề rộng mặt tiền thì nó khoảng tầm là 28 m và chiều sâu nó khoảng tầm 37 m. Và trong vùng đất này thì gia đình anh dự kiến làm một ngôi nhà 2 tầng mái thái theo phong cách Tân cổ điển, có hai cái mặt sảnh các bạn nhé, sảnh chính quay ra 190 độ nam này, và cái hướng sảnh phụ của gia đình anh thì được quay vào đây. Thì anh đang muốn làm cái ngôi nhà quanh chếch hơi check về hướng tây nam, và đây là khu vực nhà cũ các bạn nhé. Thì hướng bộ hợp của anh là hướng tây nam, và hướng này thì anh mở sảnh phụ nhưng mà anh lại đang muốn là không có cửa, cho nên các bạn là lưu ý làm sao để tư vấn cho anh hợp lý. Hệ thống cấp nước thì là nó sẽ sử dụng hệ thống giữ nước là nước giếng đào các bạn nhé. Ở đây khu vực này này, đây là khu vực bể phốt, còn ở đây là khu vực thoát nước và khu vực cấp điện ở phía trước mặt. Thì sau này các bạn có thể là phối thêm cái phần sân vườn vào cho anh, cái cổng của anh, sau này anh sẽ dự kiến là anh sẽ làm cái cổng ở bên này. Đây, các bạn lưu ý nhé.